thường lễ hội lôi cạ thon thì khi các bạn chọn cá chẽm hấp chân, cá chẽm sốt tam vị sẽ được tặng một phần xoài xoài mềm mềm mà béo thì rất là tươi, thì thịt nó mới chắc như vậy. Để hôm nay anh dắt mấy đứa đi chợ nổi Thái Lan nha. Ở đâu, đâu anh? Số 4 Cao Thắng nè. Lễ hội lôi cạ thon là lễ hội gì anh? À, đây là cái lễ hội hoa đăng truyền thống ở Thái Lan, diễn ra là tháng 11 dương lịch. Thì khi mà em đi Chiang Mai mà em thấy người ta thả mấy cái đèn lồng lên trời á, đó, đó là cái lễ hội đó đó. Cá chẽm hấp chân. Wow, cái sốt nhìn hấp dẫn quá ta. Ăn miếng nha. Mềm mềm mà béo mà cay dễ sợ luôn á. Cá chẽm sốt tam vị. Cá chẽm sốt tam vị thì bề ngoài nó rất là giòn, nhưng mà bên trong thịt nó mà mọng nước. Và ăn thì nó có vị chua chua, cay cay, mặn mặn. Cá này rất là tươi thì thịt nó mới chắc như vậy. Mà mấy bạn cũng đừng có quên nè, bỏ vào cái phần xương cá này nha. Đây là cái phần rất là ngon, thì là cái gia vị nó thấm vô cái xương cá này nè. Rồi rất là dẻo. Cái này là nếp Thái mà chắc loại một luôn á. Ăn cái cá nó chua chua cay cay á, xong rồi được nhà hàng tặng cái xôi xoài này, nó cân bằng cái vị lại. Ôi, mà công nhận đồ ăn đây ngon bộ ha. Mà anh thấy nhân viên ở đây còn ngon hơn. Đồ ăn gia sinh gái đẹp.